kia. Hai đứa con thấy hay quá ha, mẹ đã giàu mới kiếm được có mấy trái nha. Con hết được nhiêu đây nè mẹ. À giỏi quá, tụi con chia nhau ăn đi. Mẹ con bỏ vô thêm. Chị Lai ăn với chị nè Vân. Ngọt quá hả con? Mẹ ơi, tự nhiên giờ con thèm cốc lắc quá à. Hay là mẹ mua cho tụi con ăn nha mẹ. À, giờ mà đi lên mua cốc lắc nữa lâu lắm rồi. À, mẹ nhớ rồi, bên dì Linh đó có cây cốc trái bự lắm. Hai giờ mẹ chở hai đứa con qua bảnh rủ dì Linh làm cốc hái xuống làm cốc lắc ăn nha. Dạ, trái bự lắm hả mẹ? Bự lắm con ơi. Thôi giờ mình đi liền đi, đi mẹ ơi, con thèm quá. Cái loại cốc đó trái bự lắm, đi với. Dạ. Tài cô sắp trứng qua nhĩ này nha Tài. Tới nhà Linh rồi kìa tụi con. Ủa, mày Linh đó hả mẹ? Kìa kìa, Linh đang lựa trứng với Tài kìa. À, Tài kìa. Thôi mình đi lại đi. Linh ơi, Linh à, có nhà không Linh? Dạ, con nhà chị Linh. Dạ, con nhà chị Linh. Đừng có gà Linh. Nay chị đi đâu mà vui vậy? Trời ơi, để chị nói em nghe. Linh Trang có nhà chị á, nó thèm cốc lắc. Rồi chị nói á, chị nhớ là bên Linh có cây cốc trái bự lắm, bởi chị rủ hai nơi đứa nó qua đây làm cốc lắc với Linh ăn cho vui nè. Trời ơi, sao chị biết nhà em có cây cốc mà chị qua? Hôm bữa qua nhà Linh bắt dịch nấu cháo ăn á, chị để ý cây cốc quá lâu rồi. Nay Trang nói là chị nhớ qua đây hái ăn nè. Cốc lắc phải có mối tên Linh nữa mà nhà em không có gì ơi. Thì chị biết có mối tên Linh mà chị vẫn chuẩn bị nè. Tè tè tè. Vậy thôi mình đi hái cốc đi chị. Đi lên. Hai đứa con. Thấy cốc phụ gì nè. Tại đi con Tài. Cái cốc này Trang với Linh ơi. Thầy ơi, cái cốc này bự quá à. Chị Linh ơi. Bởi mẹ nói sao cốc bự khủng khiếp hả con? Bự quá trời luôn. Rồi để mẹ hái nha. Dạ. Bự, nó bự khủng khiếp bự luôn. Chị hái nha, em đi lấy rổ á. Ừ đúng rồi, lấy rổ đi Linh. Ôi. Từ từ tụi con ơi. Cả đám coi lèn nè tụi con, thổi mà đếm số lượng nha. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây, trời ơi, trên kia có trái chính đó kìa mẹ. Hai trái luôn. Ồ, cao quá con ơi. Để lát nữa mẹ bắt cái thang lên mẹ hái được không nha. Trời ơi, một gỗ cốc to quá mẹ ơi. Thôi xuống đi mẹ, mẹ hái đủ rồi đó. Ờ, mấy trái chính của con nè nè Trang. Dạ. Linh, Linh, chị xuống cho Trang Linh. Trời ơi, cốc chín quá mẹ ơi, trái này là chín nhất luôn. Đúng rồi, chín lát nó ngọt lắm á tụi con. Thôi bây giờ mình vô đầm cốc lát đi Linh. Dạ, mẹ gọt cho con trái cốc chín nha mẹ. Đúng quá. Rồi rồi, để mẹ gọt trước cho mẹ với lại dì Linh với lại con thưởng thức con như thế nào nha. Dạ. Nó ngọt như thế nào. Tại với lại Vinh thấy mình gọt cốc nó chạy mất tiêu rồi Linh. Con ăn thử đi Trang. Dạ, để con chút muối ra nha mẹ. À, chút chấm rồi thử thưởng thức thử ta. Để mẹ gọt cho dì Ba Linh một trái nha. Cốc mẹ chín thơm quá Linh. Cốc này nó ngọt ngọt chua chua ngon quá mẹ ơi. Cái này phải cốc chín cây nên nó ngọt đó con. Dạ. Trời ơi, chị gọt cho em trái đi, em chảy miếng lên trời nè. Chị biết em thèm quá, chị gọt nhanh. Giờ tới chị nữa nè, chị phải thưởng thức mới được. Thấy Trang ăn chị cũng thèm nữa. Sao rồi Linh? Ngọt ghê luôn chị. Ngon quá mẹ. Rồi mình mời các bạn cùng ăn cốc chín trước với lại mình với lại Linh với lại bé Trang nha. Ngọt quá các bạn ơi. Đúng không? Nó chua ít lắm mà nó ngọt nhiều. Ngon quá. Nó giòn nữa Linh. Cái này nó chín mà dạng chín vừa tới chứ không phải mà chín rục ấy. Ngon quá. Hôm nay mình sẽ làm thao cốc lắc khổng lồ. Lát nữa mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Em thấy được rồi chị ơi. Bên đây đầy thao rồi nè. Hồi nãy giờ chị miệt mài bên đây gọt cũng không ai có đầy thao nào luôn á. Thôi chị lỡ tay gọt cái này để xong cái này rồi chị em mình rửa cái tách ra lên. Trang nãy giờ phụ mẹ với lại dì Linh giỏi quá ta. Đây là phần cốc mà chị em mình đã gọt xong nha các bạn. Phần cốc này chưa gọt chị em mình sẽ lần lần làm sao. Mẹ với dì Linh làm nhanh nhanh lên đi, con thèm quá à. Rồi được rồi, mẹ với lại dì Linh đang làm nè. Con khối quá, ngồi chắc vô tay luôn quá. Con biết làm cốc lắc không Trang? Dạ không, con chỉ biết làm xà lắc thôi à. Trời ơi, cốc lắc này nó cũng như xà lắc vậy đó. Nhưng mà có điều ở cốc lắc này là mình phải tắt ra vậy nó mới cực. Dạ. Vậy là hôm nay mẹ với lại dì Ba Linh chỉ con cách làm cốc lắc nha. Dạ, mẹ làm nhanh nhanh lên đi, con thèm quá à. Nữa, cũng thèm nữa, con từ từ để mẹ với lại dì Ba Linh tắt chứ con làm rón quá sao tắt được.
chị em mình đã tắt xong rổ cóc rồi nha các bạn. Hai cái tay của chị em mình giờ nó mỏi quá rồi. Đây là hột của nó các bạn. Hột thì ít nhưng mà thịt thì rất là nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ mình đổi qua đây để mình nhắc đi lên. Wow, quá trời luôn, đầy thăm rồi. Rồi chị muối với lại đường qua cho mẹ gì lên đi con. Dạ, muối cho mẹ. Rồi mẹ chỉ con làm cóc lắc nha Trang. Dạ. Đó, mình rắc muối lên. Thơm mùi muối quá mẹ ơi. Linh rắc đường đi Linh. Này mình mua muối ớt Tây Ninh nha con. Dạ. Nó mới cay, vừa cay vừa mặn, nó mới thấm vô trong cóc lắc mình mới ngon. Thơm mùi tôm quá à. Ừ, cái này muối tôm mà con. Ừ. Đó, rồi để mình lấy cái nắp vô mình đậy lại, mình lắc. Lắc là mình coi coi nó vừa chưa rồi mình bỏ cái kia. Trời ơi. Ai dính muối ra luôn. Mày đậy không, mày đậy không? Đậy quá. Để ra coi sao nha. Wow. Cái này á mình lắc là mình cũng phải để chút xíu cho nó thấm rồi mình mới ăn mới ngon. Rồi cái này cốc nó nhiều quá bởi vậy mình sẽ trút hết hũ muối luôn nha các bạn. Dạ. Bỏ đường vô thêm đi Linh. Mình làm sao mà cái món cốc lắc của mình vừa mặn mặn, vừa cay cay, vừa ngọt ngọt, chua chua mới ngon. Rồi. Cốc lắc mà chị với Linh với lại bé Trang làm hoành tráng đó, làm to cơ. Rồi nó thơm. Wow. Rồi cái này mình để chừng 10 phút cho nó thấm mới ăn được nha Linh. Nãy giờ 15 phút rồi chị. Lâu rồi đó, thôi mình mở ra đi. Rồi nãy giờ chị thấy nó cũng thấm miệng nó thấm rồi. Wow. Thơm quá. Mà thấy không? Đó. Nó chảy nước luôn rồi kìa mẹ. Cái này nó thấm rất là thấm rồi, nó sắp sắp lên nữa nha. Ôi ôi. Nghe nhão nhão gì. Gì nhão nhão, cóc mà con nhão nhão. Mình lắc một lần nữa là cho nó thấm đều rồi mình ăn mới ngon. Trong cái giời nó ra nước. Chị lắc nó nặng tay rồi đó Linh. Rồi. Bây giờ mình đến thức thôi. Bây giờ hai chị em mình với lại Trang, Vinh với Tài mời các bạn cùng thưởng thức món cóc lắc nha. Mời các bạn nha. Cóc nó chua chua ngọt ngọt cay cay quá mẹ ơi. Mà muốn nó cay lắm luôn á mẹ. Đúng rồi. Cóc này nó thơm rất là thấm các bạn. Nó chua cay chua chua, cay cay ngọt ngọt. Cóc nó rất là giòn luôn. Con này cay quá mẹ ơi. Vậy là Linh, Vinh ăn cay dở rồi đó tụi con. Linh thấy không, ăn cay nó nhăn cái mặt nhưng mà khỉ rồi ra. Còn quá. Trời ơi, cái này ngon mà Vinh không biết ăn, Vinh ăn không được đó con. Ăn gì nhăn mặt quá, cho ăn được nó không? Ăn nữa không? Rồi ăn được, con đi uống nước đi. Rất là ngon các bạn. Nhưng mà em Vinh không biết ăn. Ngon quá. Coi nào mẹ con với bà Linh này ăn hết cái thao cóc này không? Ngon quá. Sớm mặn. Mẹ này á, chút mình đem về nhà ăn được không mẹ? Lát xin dì Linh cái bọc bỏ vô về nhà, con bỏ tủ lạnh ăn từ từ nha. Sao nãy con ăn muối cay, sao giờ ăn cay như vậy? Con ăn mới đầu ăn ngon quá, giờ nó thấm cay rồi chứ gì? Thôi con đi chuồng đây. Thôi giờ con uống nước con đi. Hai bạn đã bỏ cuộc rồi nha các bạn. Còn có mình với lại Linh với lại Trang thôi. Ngon quá. Mình sẽ tiếp tục chiến đấu nha. Nhà em có thịt cóc mà em đâu có nhớ tới món cốc lắc này đâu chị. Nhà chị làm ăn ngon ghê luôn á. Rồi mốt ở nhà em làm ăn mình luôn đi. Ăn mình không vui đâu, phải kêu chị qua mới được. Đúng rồi, tới đó nhớ kêu chị nha, làm sẵn kêu chị alo chị qua tới nha. Trang mẹ ăn ngon không mà phải ăn hoài không im ra luôn hả? Ngon lắm mẹ ơi. Thảm em. Mẹ thấy con làm xà lắc. Ngày nay mẹ chỉ con cách làm cốc lắc không biết chưa? Dạ biết. Mẹ chỉ con mới biết. Nhưng mà con nhỏ, con cũng hạn chế tách cốc nha. Nó vô tay con á. Con làm khi mẹ tách giùm nha. Dạ. Theo mình nghĩ thì muối Tây Ninh mình làm cái cốc lắc này mới ngon nha các bạn. Các bạn lấy muối trắng cũng được nhưng mà nó không có ngon bằng. Cái này á, mình làm để thấm ăn liền cũng ngon. Nhưng mà
có một số bạn sẽ để vô trong tủ lạnh, các bạn lạnh lạnh giòn giòn ăn nó ngon hơn nữa. Lát nữa chị đem về ba cái chị bỏ trong lạnh, còn Linh á mình bỏ tủ lạnh để dành ăn từ từ cũng rất là ngon á. Cốc này em đừng có sợ hương hao gì á, tại vì nó thấm vô đây rồi. Mắt ngay lên đây, thật sự là rất là ngon nha các bạn, nhưng mà mình ăn không được một lần nhiều quá các bạn, không tốt. Mình sẽ để dành ăn từ từ. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho hai chị em mình với lại Trang một like và đăng ký kênh nha các bạn. Chào tạm biệt, bye bye.